Vào dịp rằm tháng giêng hàng năm, tại miếu Bà Chúa Xứ thuộc xóm Chài, khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, diễn ra lễ hội cầu may hay gọi là tống ôn, tống phong. Lễ hội thu hút hàng trăm người dân đi nhiều ghe, tàu lớn nhỏ di chuyển ra giữa sông Hậu tham gia diễu hành. Đây là lễ hội đã có từ lâu đời của người dân vùng sông nước, cư dân miền Tây Nam Bộ. Xem đây là lễ hội cầu an, trừ tà ma và cầu may đầu năm mới. Tên gọi của lễ hội là tống môn hay còn gọi là tống phong, tống gió. Ý nghĩa nhằm tống khứ những rủi ro, bệnh tật, tai ách. Lễ này được duy trì thành truyền thống rất lâu đời tại miếu Bà, xóm Chài. Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2, nhằm ngày 12 đến ngày 14 tháng giêng âm lịch. Lễ hội thu hút nhiều ghe, tàu lớn nhỏ đi sao tàu, chở bè tống ôn di chuyển một vòng quanh khu vực sông Cần Thơ, diễu hành một đoạn sông, sau đó di chuyển ra giữa sông Hậu, làm lễ hạ bè, tống ôn, cầu may mắn trong năm mới. Theo ông Lộc, hạ bè xong người dân ăn uống vui vẻ, ca hát, nhảy múa, múc nước tạt vào nhau, gọi là té nước đầu năm. Như để lấy lộc cầu may trong năm mới, lấy nước rửa tay, chân, mặt mũi, trai tráng nhảy xuống sông tắm đùa vui. Để đảm bảo an toàn khi lễ hội diễn ra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an quận Cái Răng đã tổ chức tuần tra trên đoạn sông khi các ghe, thuyền diễu hành của người dân đi qua.